Kính thưa quý vị, cờ đỏ và người của Cộng sản Việt Nam đã được thành phố Surikada cho phép hiện diện và trình diễn liên tục trong lễ hội Suri Fusion Festival trong 2 năm, vào năm 2015 và năm 2016, mặc dù có sự phản đối của các cộng đồng và tổ chức của người Việt tị nạn Cộng sản ở miền Tây Canada. Vào năm nay, năm 2017, thì thành phố Suri lại tiếp tục cho phép cờ đỏ của người Cộng sản tiếp tục hiện diện và lấy lý do là họ đã có mặt trong các năm trước. Đồng thời, họ cũng cho phép một hội đoàn quốc gia tị nạn Cộng sản, tức là Canada gốc Việt, cùng có mặt tham dự vào cái lễ hội Fusion Festival này, tức là trong cùng một lễ hội mà có mặt cả hai lá cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ. Thì ngày hôm nay Thanh Tâm mời được nhà văn Hải Triều, đại diện cho Hội Người Việt Tự Do ở tại thành phố Vancouver, để mà có thể trình bày thêm chi tiết về sự việc này. Dạ, xin chào ông Hải Triều. Trước nhất thì cảm ơn cô Thanh Tâm, kính chào tất cả bà con cô bác Việt Nam ở Toronto cũng như khắp thế giới coi cái chương trình phỏng vấn của chúng tôi. Dạ thưa ông, thì ông có thể nào cho khán giả được biết là những thành phần Việt, người Việt Nam tị nạn Cộng sản nào ở Surrey đại diện cho nhà nước Cộng sản để có mặt trong cái Fusion Festival này thưa ông? Cho tới giờ phút này thì chúng tôi chưa nắm được cái danh sách hoặc là cái tên tuổi của cái nhóm ở Surrey đại diện cho cái cờ đỏ sao vàng tại đó. Và chúng tôi đang tìm hiểu cái đó. Cái điều đó là điều rất là quan trọng. Chúng ta phải biết ai là người tị nạn Cộng sản sống tại Vancouver, nhất là sống tại Surrey, đại diện cho cái lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đang tìm hiểu. Dạ thưa ông, theo cá nhân của ông thì điều này có nghịch lý không khi mà họ là sát dân tị nạn Cộng sản thuộc dạng là tị nạn chính trị đó, và các cộng đồng người Việt Nam, người Canada gốc Việt tị nạn có tiếp tục chấp nhận cái tình trạng này mà liên tục diễn ra hàng năm ở tại Surrey không thưa ông? Thứ nhất á, là chúng tôi có thể là trả lời dứt khoát thẳng là cái tình trạng này không thể nào chấp nhận được. Nó là một tình trạng rất là phi lý. Cái thứ hai đó, chúng tôi phải nói rằng những người Việt Nam tị nạn Cộng sản, tức là political refugee, sinh sống ở Canada, được Canada chấp nhận và trở thành công dân Canada đó, thì những người đó không có lý do gì để phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam dưới màu cờ của Cộng sản Việt Nam. Nếu mà điều đó diễn ra và điều đó đã từng xảy ra ở tại Canada cũng như khắp nơi đó, và đặc biệt ở tại Surrey đó, là cái điều đó là cái điều tôi nghĩ rằng cái đó là một sự phản bội của một số thành phần người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam, quên cái tai nạn của đất nước của mình, quên cái chính danh tị nạn của mình. Và cái điều này cũng cho thấy rằng dường như là người Canada đó, họ không có nhận cái phi lý đó, họ không nhận ra cái điều nghịch lý đó. Tôi nghĩ rằng cái điều mà người Canada mà cho những người Việt Cộng sản treo cờ đỏ sao vàng ở tại cái một cái event đó, mà lẽ ra event nó dành cho người tị nạn, dành cho cái sắc dân Việt Nam đó, thì tôi nghĩ đó là một sự xúc phạm. Chính người Canada đã xúc phạm, đã gây ra những cái nỗi khó khăn hoặc là những cái điều gọi là mà Việt Cộng nó gọi là bức xúc á. Cái điều đó là điều không chấp nhận được. Và tôi nghĩ chúng ta phải làm sao cho Canada nó biết cái tình trạng tế nhị này và nó tránh cái tình trạng này xảy ra đối với chúng ta. Cái phản ứng của các hội đoàn quốc gia và các cộng đồng người Canada gốc Việt ở tại Surrey đó và các tỉnh bang miền Tây Canada và khắp nơi Canada sẽ là gì, và làm sao mà có cái sự phản ứng và lên tiếng chung cho cả Canada này? Chúng tôi đã năm ngoái đó, chúng tôi đã lên tiếng, đã biểu tình, như anh em của đài SPTN đã phỏng vấn mà chúng tôi đã thu cái hình chúng tôi biểu tình. Khi chúng ta biểu tình thì chúng tôi đã nói rất là rõ cái lý do tại sao chúng ta biểu tình. Và trong cái phiên họp năm ngoái đó, có tôi tham dự đó, thì thành phố Surrey có chấp thuận cho phái đoàn Việt Nam, cho người Việt Nam tị nạn Cộng sản được tham dự trong đó song song với cờ đỏ sao vàng. Và chúng tôi đã không chấp nhận điều đó. Có cờ đỏ sao vàng là sẽ không có người tị nạn Cộng sản ở trong đó. Chúng tôi muốn làm sao chấm dứt cái tình trạng mà đưa cái cờ đỏ sao vàng trong một cái lễ hội mà lễ hội đó dành cho những sắc dân của Canada, trong đó có người Việt Nam. Và năm nay những cái thành phố, những cái nhân vật ở trong cái hội đồng thành phố Surrey đó, họ lại nhắc lại cái điều đó, là họ nói rằng chúng tôi chấp nhận cho cái đơn được tham dự của cộng đồng Việt Nam ở tại Surrey, nhưng đồng thời chúng tôi cũng chấp nhận cái phái đoàn của sản Việt Nam có cờ đỏ sao vàng, tức là cái tình trạng đó được gọi là một tổ chức song song với nhau. Cái điều mà chúng tôi thấy mà không chấp nhận được đó là không bao giờ có thể có một cuộc sinh hoạt, chẳng hạn cái khi họ mở cái khai mạc thì họ sẽ có diễn hành,
mình không thể nào mình thấy cái tình trạng mà cờ đỏ sao vàng đi phía trước rồi cờ vàng ba sọc đỏ mình đi phía sau, hoặc là cờ vàng ba sọc đỏ đi trước phước và cờ đỏ sao vàng đi phía sau. Cái tình trạng đó chỉ có lợi cho cộng sản thôi, không có lợi cho cuộc đấu tranh này, và đó là tình trạng nghịch lý. Và một vài anh em, một vài nhân tố là có khuynh hướng là thôi mình đi vào tham dự trong đó để xem mình có thể làm cái gì mà qua mặt họ, lấn áp họ được hay không. Anh em đó cũng có một cái lý của họ, nhưng tôi đó, cá nhân tôi và anh em trong hội người Việt tị nạn cộng sản, tức là hội người Việt The Free Vietnamese Association đó, tức là hội người Việt tự do đó, không chấp nhận tình trạng đó, cũng như anh em trong hội Thủ Đức cũng không chấp nhận tình trạng đó. Là vì khi chúng ta thấy rằng cộng sản đưa hình lên trên TV hoặc là trên Facebook đó, cái hình ảnh cờ đỏ sao vàng đi song song với cờ vàng ba sọc đỏ đó, nó gây một tình trạng phản tác dụng, phản cảm và nghịch lý trong đó. Và cái điều đó chỉ có lợi cho cộng sản mà thôi, và điều đó tôi nghĩ là khắp nơi trên thế giới sẽ không đồng ý, và tôi cũng không đồng ý điều đó. Và tôi đại diện cho anh em cũng như hội người Việt tự do đó, họ sẽ có một cái gì đó, mà cái gì đó là một cuộc biểu tình. Quyền biểu tình là quyền của chúng tôi, mặc dầu có một vài người đồng ý là có thể tham dự để làm một cái gì trong đó, nhưng chúng tôi nghĩ là tham dự trong đó tức là chúng ta mắc bẫy cộng sản, tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi tôn trọng cái quyết định của những người đó. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một cái gì đó để cho người Canada biết là họ wrong, và những cái người mà thành phần cộng sản đó, họ biết rằng chúng ta có những thành phần chống đối họ. Khi chúng tôi cũng có một biểu tình, tất cả những cái gì mà chúng tôi làm được trong cuộc biểu tình để cho người Canada biết cái tình trạng phi lý đó, chúng tôi sẽ làm trong cái festival, trong đó những hình ảnh vi phạm nhân quyền, chẳng hạn những cái hình ảnh mà họ bịt mồm cho Lý, và mới đây là cái hình ảnh mà họ cắt cổ anh Tấn đó. Những cái hình ảnh chúng tôi sẽ đưa ra, không có lý do gì để một cái chế độ mà tôi gọi là murder regime đó, là giương cái lá cờ đỏ giữa cái bầu trời tự do mà người Việt Nam tị nạn cộng sản sinh sống. Đó là cái quan điểm của chúng tôi, của Thanh Tâm. Thưa ông, như vậy thì cộng đồng người Việt tị nạn ở tại Vancouver cũng như là các vùng lân cận đó đã có làm những cái biện pháp gì để mà phản đối cái chuyện này chưa? Ví dụ như là tỉnh nguyện thư, ví dụ như là nhờ những cái chính phủ của tỉnh bang hay là của liên bang can thiệp vào cái chuyện này? Có một điều lý thú là gần như là tất cả những cái ông dân biểu tỉnh bang và liên bang đó, kể cả liên bang đó, chẳng hạn ông Don Davis của dân biểu liên bang, ông Aredic của tiểu bang và ông Bruce của Surrey đó, là đứng bên cạnh chúng tôi, đồng ý với chúng tôi. Và họ năm ngoái họ mặc luôn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình, họ đi vào trong lễ hội, tức là họ đồng ý với tôi. Nhưng mà cái quyết định của thành phố Surrey đó, họ làm quyết định rất là độc lập, thành ra chúng tôi sẽ tiếp tục vận động. Mà tôi nghĩ rằng cuộc vận động này đó phải ở trong cái tầm vóc lớn hơn. Tôi sẽ vận động để liên lạc với Liên hội Người Việt Canada, anh em tất cả các hội đoàn khắp Canada, kể cả anh hội đoàn khắp thế giới đó, phải có những cái phản ứng gửi về cho Surrey, và những phản ứng đó là phản ứng của toàn thể đồng bào. Cái chuyện này không phải là chỉ ảnh hưởng tới cộng đồng ở Surrey, Việt Nam ở Surrey, hoặc là cộng đồng ở Vancouver. Cái vấn đề mà còn đỏ sao vàng của cộng sản xuất hiện ở Surrey đó là một sự xúc phạm chúng ta trên toàn thế giới, chứ không phải tại địa phương này. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải lên tiếng. Thì tôi mong rằng Hội Liên hội Người Việt Canada có lên tiếng vụ này, và chúng tôi sẽ vận động. Ở Liên hội Người Việt Canada dĩ nhiên là tổ chức này có những cái thành viên là các hội người Việt của khắp Canada. Chúng tôi cũng có một số hội đoàn không phải là ở trong Liên hội Người Việt Canada, mong làm sao chúng ta có được cái petition cho toàn thể Canada gồm có Liên hội. Nếu mà Liên hội đứng ra làm được chuyện này thì điều đó rất là hay, và chúng ta sẽ cố gắng gửi cái petition này lên trên Quốc hội hoặc Chính phủ Canada, và nhất là Hội đồng Thành phố, để họ cho biết là toàn thể cộng đồng Việt Nam sinh sống ở tại Canada, tức là những người Việt Nam tị nạn cộng sản đó, lên tiếng và chống đối cái chuyện này. Và lúc đó đó, chúng ta sẽ cho họ biết rằng nếu mà chính phủ không làm được điều này thì rồi nó sẽ có ảnh hưởng trong những cuộc bầu cử sắp tới. Chúng ta hiểu rất là rõ là chúng ta là những người tị nạn cộng sản, đóng thuế cho chính phủ Canada, chúng ta vote, chúng ta bỏ phiếu
không phải là đảng cộng sản, không phải là thành phần của cờ đỏ sao vàng đóng thuế. Họ đâu có đóng thuế, họ không có bỏ phiếu, họ không đóng thuế, nhưng họ lại được quyền giương cờ đỏ sao vàng. Đó là sự xúc phạm đối với chúng ta. Chúng ta phải nói điều này cho chính phủ Canada biết. Và nếu mà tiếng nói của chúng tôi ở Vancouver không đủ power đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tiếng nói của tất cả đồng bào Việt Nam trên trên toàn thế giới, và nhất là đồng bào Việt Nam ở tại Canada, đối với chính phủ Canada, thì tôi nghĩ là may ra nó sẽ có power. Và những chúng ta cố gắng làm sao để những cái event như là Fusion Festival trong sang năm 2018-19, cờ đỏ sao vàng sẽ biến mất ở tại Surrey. Đó là con đường mà chúng ta cố gắng làm. Dạ thưa ông, thì ông có biết là có bao nhiêu hội đoàn quốc gia và cộng đồng Canada gốc Việt không chấp nhận tham dự cái Fusion Festival này chung với cái nhóm cờ đỏ sao vàng? Nếu mà có đó thì tại sao, và cái phản ứng ra sao với thành phố Surrey và các phần tị nạn chấp nhận tham dự này? Theo sự thăm dò của tôi đó, riêng cá nhân tôi đó, và một số anh em trong ở tại Vancouver đó, thì cho tới giờ phút này đó, thì chúng tôi có được cái quyết định của Hội Người Việt Tự Do tại Vancouver là không chấp nhận tình trạng này, và Hội Thủ Đức ở tại Thủ Đức Đồng Hới tại Vancouver không chấp nhận tình trạng này. Và chúng tôi không biết những cái nhóm khác họ phản ứng ra sao, mình chưa biết giờ chót. Họ có thể họ đồng ý với chúng tôi, hoặc họ có một phương thức nào đó tôi không rõ. Nhưng tôi hỏi thăm một số anh em các nơi khác, chẳng hạn tại Calgary, một một số anh em tại Toronto chẳng hạn, thì tôi thấy là tuyệt đại đa số những hội đoàn và những người Việt tị nạn cộng sản sống tại Canada không chấp nhận cái tình trạng cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở trong cái lễ hội gọi là Fusion Festival. Như vậy đó, thì nói thẳng ra là tuyệt đại đa số, đối với tôi nghĩ rằng tuyệt đại đa số không chấp nhận, là vì không lý do nào mà chúng ta có thể nhìn thấy một cờ đỏ sao vàng đi bên cạnh vàng ba sọc đỏ. Chúng ta không có thể hòa hợp hòa giải kiểu đó được. Cộng sản Việt Nam bây giờ đang đàn áp ở trong nước, đang bán nước cho Tàu, thì tôi nghĩ rằng tội ác của cộng sản Việt Nam đó nó đã thể hiện qua cái màu cờ máu đó. Mà chúng ta đi với màu cờ máu đó là chúng ta thỏa hiệp với những cái chuyện điều mà không chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được tình trạng đó. Và thưa cô Thanh Tâm và tất cả bà con cô bác nghe chương trình, là chúng ta phải làm sao để chấm dứt cái chế độ cộng sản tại Việt Nam. Và muốn chấm dứt chế độ cộng sản tại Việt Nam thì cái điều tối thiểu là phải chấm dứt cái cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở trong cái cộng đồng chúng ta tại Vancouver, hoặc là tại nơi nào đó, nơi có người Việt Nam chúng ta đang sinh sống. Dạ thưa ông, thì chúng tôi cũng muốn hiểu rõ hơn về cái địa lý, tình hình địa lý tại thành phố Surrey cũng như là Vancouver, cũng như là có bao nhiêu hội đoàn đại diện cho người Việt Nam ở tại Surrey. Ý tên Tâm muốn hỏi là hội đoàn tị nạn, hội đoàn mà của người Việt quốc gia đó ạ. Trước đây đó thì ở tại Syria họ có một cái hội đoàn quốc gia, nhưng mà bây giờ đó dường như hội đoàn đó không có còn tích cực nữa, hoặc là có một cái gì rất là phức tạp trong đó, tôi không có rõ. Mà cái thành phố Syria đó có thể nói rằng đa số những người thiên tả hoặc là những người mà có khuynh hướng thân cộng họ sống bên đó, họ sống nhiều lắm. Họ thấy rằng cái chuyện đó tôi nghĩ rằng cái trên Surrey đó là vì cái chỗ đó đất đai nó rẻ, nhà cửa nó rẻ, hoặc là cái gì họ sinh sống nhiều, tôi không có quy chụp một cái gì rõ hết. Nhưng mà cái tình trạng mà đang diễn ra ở Surrey đó, tức là cờ đỏ sao vàng đó, sẽ khó mà xuất hiện tại Vancouver, tại vì đa số những hội đoàn quyết liệt chống cộng đó, nằm ở Vancouver, và cộng sản Việt Nam là né cái vụ đó. Ngay cả cái lãnh sự quán chúng ta không có dám treo cờ bên ngoài, họ chỉ có một cái bảng trong nước, trong trong cái văn phòng của họ thôi. Là ngay cả cái cờ đỏ sao vàng và là mấy sao của Trung Cộng ở tại cái tổng lãnh sự quán của họ ở tại đường đường Granville đó, họ cũng không có treo cờ đỏ sao vàng, vì chúng tôi biểu tình ở đó hoài, phải không? Nhưng riêng ở tại Surrey đó, hiện bây giờ có một cái hội đoàn là hội bảo tồn văn hóa của anh em ở Surrey, tức là một hội đoàn chống cộng ở đó đó, họ làm việc ở bên đó, thì họ cũng có những cái hoạt động đấu tranh để chống cộng sản. Tôi không biết là quyết định của họ như thế nào, tôi không có chưa nắm được cụ thể, là vì cái chuyện đó nếu mình có cái nhận xét hoặc là mình đưa ra cái kết luận của mình, thì tôi nghĩ rằng tới cái ngày đó nó không xảy ra như vậy, thì cái điều đó là cái điều tôi không muốn đụng tới, là vì mình chưa biết như thế nào, tình hình như thế nào. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng cộng sản Việt Nam biết là chúng tôi, một số hội đoàn sẽ có biểu tình và hai cái tội ác của họ ra,
và đặt vấn đề với chính phủ hoặc là với cái thành phố Syria ở tại Syria. Như vậy thì theo lời trình bày của ông có nghĩa là thành phố Surrey này là một cái thành phố nhỏ, là ngoại ô của thủ phủ Vancouver, và có ít người Việt quốc gia sinh sống, cho nên mới xảy ra cái tình trạng là có cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở tại cái lễ hội Fusion Festival, có phải không ạ? Không. Ở tại Syria bây giờ đó, ngoài Vancouver ra, tại Syria là nó tập trung rất là nhiều người Việt Nam sinh sống ở đó. Một số người. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam có ảnh hưởng, tức là những người thiên tả và những cái agent của Cộng sản nó tập trú vào những cái thành phần mà những cái địa bàn mà ít có chống cộng quyết liệt như ở tại Vancouver. Thành ra nơi đó họ có ảnh hưởng. Thanh Tâm và bà con cô bác tôi đã nghe chương trình này cũng biết là Cộng sản Việt Nam gửi người ra ngoài này rất là nhiều, và họ sử dụng đồng đô la, sử dụng tiền, họ ảnh hưởng rất là nhiều. Thời gian đó là phai lạc cái tinh thần chống cộng của nhiều người lắm. Thành ra cái tình trạng đó, thời gian nó kéo dài, có những nơi đó thì cái số thiên tả đó họ có vẻ họ lấn át đồng bào của mình ở đó, vì họ có tiền, họ có phương tiện, và thời gian đã làm cho người ta cái ý thức chống cộng đó nó phai tàn theo thời gian. Thì đó là lý do tại sao có những nơi đó là cộng sản hoạt động được mà có những nơi cộng sản không hoạt động được. Tôi không nói rằng đồng bào ở tại Syria là thân cộng, tôi không nói điều đó. Tôi biết là anh em chúng tôi có bên đó rất nhiều đồng bào chống cộng, có rất nhiều, nhưng mà trong cái địa bàn ở Syria đó quả thật đã có những thành phần thiên tả đã xâm nhập, đã hoạt động và hoạt động rất là tích cực. Có thể họ là con số nhỏ nhưng mà họ có tiền, họ có ảnh hưởng, họ có luật pháp bảo vệ. Nên nhớ rằng ở tại Canada này đó là luật pháp không có bảo vệ cái chính danh tị nạn của mình. Và nếu mà Cộng sản Việt Nam có tiền, nó có thể sinh hoạt ở đây, nó làm sự tự do. Thành ra tự do dân chủ đôi lúc nó như con dao hai lưỡi, Cộng sản có thể sử dụng điều đó để hoạt động ở ngay tại cái phần đất của mình đang sống. Và điều đó đã xảy ra tại khắp nơi chứ không phải tại ở Vancouver hoặc không phải tại ở Surrey không. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Thưa ông, thì ông có thể cho chúng tôi được biết là những cái khó khăn mà các ông đã phải trải qua trong cái cuộc đấu tranh chống lại cái lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở tại lễ hội Fusion Festival suốt suốt bao nhiêu năm qua? Cái khó khăn của chúng tôi đó là chúng tôi chưa có thuyết phục được người Canada để họ hiểu được những đau khổ của cái dân tộc Việt Nam. Những khó khăn thứ hai của chúng tôi đó là người Canada đó, họ rất là tự do, họ rất là phóng khoáng, họ rất là dân chủ. Thành ra họ thấy ok, những người này đó họ treo cờ đỏ sao vàng, họ không có xâm phạm gì tới luật pháp xứ này hết. Luật pháp xứ này Canada có ban giao với Cộng sản Việt Nam, họ cứ để điều đó. Nhưng họ không hiểu rằng khi dương cái lá cờ đỏ sao vàng đó, thì họ dương lên, họ cho phép dương lên những cái hình ảnh đau thương của cả một dân tộc Việt Nam, mà cái hình ảnh đó không phải là của quá khứ. Hình ảnh đau thương đó là của hiện tại và của tương lai. Việt Nam đang mất dần vào tay của Trung Cộng. Trung Cộng ảnh hưởng ở Việt Nam rất là nhiều. Bây giờ đó chúng ta nói điều đó, người Canada chưa có thông cảm được điều đó, chưa có thông cảm được cái nỗi đau khổ của chúng ta, chưa có thông cảm được cái khó khăn của chúng ta. Và khi chúng ta nói rằng cái dương cái lá cờ đỏ sao vàng ở giữa cộng đồng Việt Nam, ở nơi người Việt Nam sinh sống đó, thì chẳng khác nào người người ta đem cái lá cờ của Đức Quốc xã của Hitler dương ngay tại Tel Aviv của Do Thái. Cái điều đó là cái điều mình nói rất là rõ. Khi mình nói chuyện là lại mấy ông dân biểu Canada họ hiểu điều đó. Nhưng mà làm sao mình có thể nói được hết cả dân biểu Canada, toàn thể Canada. Đó là một tiến trình mà chúng ta cố gắng làm, và đó không phải là cái chuyện dễ làm. Và tôi nghĩ nếu mà Liên Hội Người Việt cũng như các cộng đồng ở khắp Canada, từ Toronto, Calgary, Manitoba, Edmonton, Montreal cùng lên tiếng với nhau với anh em chúng tôi, thì tôi nghĩ rằng có thể cái điều đó nó sẽ có ép phê hơn, là vì cái điều đó nó sẽ nói cho chính phủ Canada, những cái đảng phái Canada biết là nếu cái đảng phái nào mà ủng hộ cuộc đấu tranh dân chủ cho nhân quyền Việt Nam như chúng ta và ủng hộ chúng ta khi nhìn về cái lá cờ đỏ sao vàng nó như như thế nào đó, thì tôi nghĩ họ sẽ nghiêng về mình, là vì họ cần cái lá phiếu của mình, phải không? Họ cần cái lá phiếu của mình làm sao phải sử dụng, thứ nhất là ảnh hưởng của mình, thứ hai là
cái sinh hoạt đấu tranh về về bầu cử ở tại Canada, thì tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta sẽ đi vào trong cái lộ trình đó để cho người Canada hiểu rằng là các anh mà tiếp tục ủng hộ cộng sản, cho cộng sản treo cờ đỏ sao vàng thì chúng ta sẽ không bỏ phiếu cho họ. Nói thẳng như vậy, tôi nói thẳng như vậy mà, tôi nói thẳng đảng nào mà thiên tả chấp nhận cờ đỏ sao vàng sẽ không bao giờ có lá phiếu của người Việt. Cái điều đó mình phải nói cho họ, thì lúc đó may ra thì cái tình trạng nó mới chấm dứt được. Tôi nghĩ là người Việt ở tại Canada cũng như chúng ta vận động khắp thế giới, email về, gửi thư về phản đối chính phủ Canada, thì tôi nghĩ trong tương lai đó cờ đỏ sao vàng sẽ không còn xuất hiện ở tại Syria. Cái điều đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng để thực hiện, nhưng mà đó là một lộ trình rất là cam go, rất là dài và rất là phải là kiên nhẫn. Tôi nghĩ tôi nghĩ trong tương lai chúng tôi sẽ thành công trong cái việc đó. Nhưng bây giờ đó thì chúng tôi không làm sao loại được cái lá cờ đỏ sao vàng trong cái lễ hội gọi là Fusion Festival 2017 tại Surrey trong năm nay. Thưa ông, thì qua cái câu chuyện mà ông vừa trình bày cũng như là cái sự mà vận động những cái người dân biểu hoặc là những cái người đại diện cho chính quyền địa phương ở tại thành phố Surrey quan tâm vào cái chuyện này hơn đó, thì ông nghĩ là cái giá trị của lá phiếu chúng ta, của cộng đồng người Việt chúng ta đi bầu, nó có giá trị thế nào đối với cái tiếng nói của cộng đồng mình? À, cái điều này nó rất cụ thể. Chẳng hạn như chúng tôi tiếp xúc sinh hoạt lại mấy dân biểu, và khi họ mang cái lá cờ vàng mái sọc đỏ của mình đó, những cái khăn vàng đó, lá cờ vàng, họ lên họ nói cái chuyện về nhân quyền ở Việt Nam, họ sẽ ủng hộ cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, mình bỏ phiếu cho họ ở ngay tại Vancouver đó, thì trong một cái đơn vị bầu cử, những ông dân biểu đó, ông đi với cộng đồng, Tết ông đến với cộng đồng, ông mặc cái áo dài khăn đóng luôn, ông mang cờ vàng của mình luôn, ông nhận được vô số lá phiếu của cộng đồng Việt Nam. Mặc dù trong cộng đồng Việt Nam cũng có một một ứng cử viên Việt Nam, những ứng cử viên Việt Nam đó chỉ có một số nào đó họ nhận cái phiếu, nhưng tuyệt đại đa số cái phiếu của người Việt Nam bỏ cho những ông dân biểu mà đi chung với mình, mang màu cờ của mình đó, thì đó là số phiếu rất là nhiều. Và người Canada thấy điều đó, đã biết điều đó. Có nhiều khi họ cần mình thì họ phải theo mình. Nhưng mà vấn đề là mình nói làm sao để cái chính nghĩa nghĩa của mình nó rõ ràng ra, để họ hiểu được. Họ hiểu được. Khi họ hiểu được thì họ đi với mình. Tôi thấy cái điều tôi nhìn trong TV cũng như nhìn ở trên Facebook, những cái hình ảnh của bà con làm lễ ở tại Quốc hội của ông Tayo, những ông thượng nghị sĩ, những dân biểu, những chính khách Canada, họ mang cái lá cờ của mình rất là xúc động, mình rất là vui, phải không? Và khi nhìn lại ở tại Surrey đó, thì cái hội đồng thành phố Surrey lại chấp nhận cho cờ đỏ sao vàng. Đó là cái nghịch lý. Ở tại Canada miền đông thì cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện tràn ngập luôn, ngay cả trong quốc hội. Ở miền tây thì thành phố Surrey lại chấp nhận có lá cờ đỏ sao vàng. Mình làm sao để cái tình trạng ở tại miền tây đó nó từ từ nó được thể hiện như ở miền đông, với tràn ngập lá cờ đỏ sao vàng, cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, chứ không có là cờ đỏ sao vàng. Mặc dù là một cái lá cờ đỏ sao vàng của tụi nó thôi, nó chưa có tràn ngập, nhưng mà cộng sản Việt Nam nó khai thác cái điều đó, thì chúng ta phải chấm dứt cái tình trạng đó. Thì hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ làm được một cái gì để chấm dứt được cái lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở tại miền tây Canada. Dạ, Thanh Tâm xin chúc cho các hội đoàn ở tại tỉnh bang BC, tức là cái hội đoàn mà đại diện cho người Việt tị nạn cộng sản đó, sẽ có thể thành công trong cái việc mà vận động thành phố Surrey để mà dẹp bỏ cái lá cờ đỏ sao vàng ở tại đó. Và ông có thể nào cho biết chi tiết về cái cuộc biểu tình sắp diễn ra ở ngay tại Fusion Festival năm 2017 không thưa ông? À, chi tiết thì chúng tôi chưa chi tiết, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ có một cuộc biểu tình. Hiện bây giờ đó thì một số anh em ở tại Surrey đó sẽ cộng tác với chúng tôi, sẽ có mặt với chúng tôi, và chúng tôi sẽ có mặt ở tại cái Holland Park, hall nó gọi là Holland Park, nơi nó tổ chức cái Fusion Festival, và cái cổng trước đó là cái chỗ rất là đẹp, và nơi năm ngoái chúng ta biểu tình ở đó. Năm nay có thể cuộc biểu tình chúng tôi đông hơn hoặc là ít hơn chúng tôi chưa có biết, nhưng chắc chắn rằng những biểu ngữ và những hình ảnh về tội ác của cộng sản Việt Nam sẽ được trưng bày, sẽ được dương lên, và chúng tôi hy vọng có những cái flyer công bố
phân phối ở tại đó, ở tại trước cái gọi là Holland Park ấy, để cho những người Canada họ hiểu tại sao chúng ta có mặt, tại sao chúng ta phản đối điều đó. Và tôi nghĩ rằng khi chúng ta giải thích là họ hiểu ngay chỗ đó. Người Canada không có thích cộng sản, Canada không có thích cờ đỏ sao vàng, nhưng mà họ không phải là nạn nhân của cộng sản nên họ coi cái chuyện nó nhẹ hơn chúng ta. Vấn đề là chúng ta cố gắng chúng ta giải thích cho họ biết. Đó là một trong những cái điều mà chúng tôi sẽ có mặt ở tại trước cái Holland Park, tức là cái địa điểm tổ chức cái Fusion Festival. Ngày đó thì chúng tôi mới biết là những anh em đi với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chưa có biết, nhưng điều chắc chắn rằng chúng tôi đã có hai hậu đoàn được coi là chủ lực ở tại Vancouver. Đó là Hội Người Việt Tự Do tại Vancouver và Hội Thủ Đức và Độc Đế tại Vancouver sẽ có mặt trong cuộc biểu tình đó. Dạ, chúng tôi muốn biết là trong năm 2015 và 2016 đó thì họ đã có những cái tiết mục và có những cái chương trình gì để mà họ phô trương cho mọi người biết đó, đó là đại diện, đó là văn hóa cũng như là đại diện cho cái dân tộc của Việt Nam. Ok, bây giờ đó thì năm 2015 họ có mặt tại đó với một phái đoàn của Việt Cộng rất là đông đảo, nhân cái chuyến đi của một phái đoàn văn nghệ của Việt Cộng ở bên ở Hà Nội hoặc ở Sài Gòn đó, bay qua Montreal và họ kéo về đó. Họ xuất hiện, họ mặc áo dài, họ đi diễn hành, họ giương cờ đỏ sao vàng, mà những gương mặt của họ là những người Bắc, người Sài Gòn, người đó không phải ở tại Surrey. Và khi họ chụp hình họ giương lên và chúng ta thấy rằng những cái người đó không ai ở Canada, không ai ở Surrey hết, tức là họ ở Sài Gòn họ ra. Rồi bây giờ tới cái năm 2016, tức là năm năm ngoái đó, họ không có phái đoàn nào để lên múa may, họ chỉ giương cái lá cờ đỏ sao vàng, mà cái lá cờ đỏ sao vàng họ giương lên đó, họ lấy luôn lá họ che mặt lại, họ giấu mặt đi. Và chúng tôi đã coi trong đó họ cũng không có ai ở Surrey hết, tức là những cái thành phần đó nhân phần của cộng sản, phải không? Không phải Surrey. Mà nhớ rằng cái Fusion Festival là Fusion tổ chức cho những sắc dân của Canada chứ không phải của cộng sản Việt Nam hoặc của các nước khác. Và cộng sản Việt Nam đã chen vào để tuyên truyền. Năm nay tôi không biết là họ cái gì chưa biết, mà có một bà con nên nhớ rằng cộng sản Việt Nam vì mục đích tuyên truyền họ có thể bỏ tiền, họ làm rất nhiều, họ có thể lôi cái phái đoàn của họ múa may trên sân khấu và giương cờ đỏ sao vàng, họ có thể đi diễn hành với cờ đỏ sao vàng, họ có thể bán thức ăn rẻ, họ có thể có những món quà mà có hình ảnh của cờ đỏ sao vàng trên đó, cả đá đâu biết đâu. Họ chẳng hạn họ bán một cái áo thun nhỏ chừng 2 đồng 3 đồng, hoặc là họ tặng không, trên đó mang cái lá cờ của họ, thì họ đủ tiền, họ đủ cái số budget, tức là cái số đô la để cho họ làm tất cả những việc có thể làm được. Trong lúc người Việt Nam mình tham dự thì cái số tiền giới hạn, mình có thể có người nhiều nhưng mà giới hạn, không có đủ sức mà phô trương. Thành ra về mặt cộng sản Việt Nam có mặt ở tại Fusion Festival hoàn toàn nhằm trong mục tiêu chính trị và phô trương, và họ sẵn sàng họ bỏ tiền để thực hiện cái mục tiêu đó. Cái đó là cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Thì khi mà chúng ta chấm dứt được cái tình trạng mà ở tại thành phố Syria không còn cho cộng sản tham dự nữa thì những cái thứ đó là vứt đi hết. Đó là lý do chúng tôi sẽ cố gắng. Đây là một cuộc đấu tranh, mà cuộc đấu tranh này không phải của anh em tại Vancouver, cũng phải của anh em tại Syria, nó là cuộc đấu tranh chung của tất cả chúng ta. Và tôi kêu gọi nhân cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi kêu gọi là nếu mà Liên Hội Người Canada đứng đầu để có tất cả các thành viên lên tiếng với chính phủ liên bang hoặc chính phủ tiểu bang hoặc cả cái thành phố Surrey đó, thì ở tại Vancouver tất cả những hội đoàn nào không nằm trong Liên Hội Người Việt đó sẽ nằm ở trong danh sách ký tên đó, thì chúng ta sẽ thấy một danh sách rất là dài và may ra đó nó có ép phe hơn là chỉ có tiếng nói cô đơn của chúng tôi. Năm ngoái chúng tôi đã làm điều đó rồi, tôi gửi đi tất cả những thơ, những hình ảnh, những cái lý do trong đó, gửi đến cho Thượng viện Canada, Quốc hội Canada, Hạ viện Canada, cho Thủ tướng Canada, cho thành phố Surrey luôn. Chỉ có duy nhất là Thượng viện Canada đã trả lời cho tôi với một cái thơ là chúng tôi đã nhận được, chúng tôi hiểu được cái tình trạng của quý ông đã trình bày, chúng tôi đã nhận được thư của quý ông. Và chỉ có Thượng viện Canada hiện bây giờ, chúng tôi không biết tại sao những cái thành phần khác, chắc có lẽ họ nghĩ rằng Canada cái hiến pháp đó,
cái quy định và ba cái hệ thống chính phủ liên bang, chính phủ tỉnh bang và chính phủ thành phố. Chính phủ gọi là municipal government, và họ tôn trọng tính cách độc lập, và vì cái tính cách độc lập đó thành họ không can dự được. Nhưng mà cái Fusion Festival này đó, cái budget lấy tiền là lấy tiền của chính phủ liên bang, thành ra tiền đó là số tiền có, tiền đóng thuế của cá nhân tôi, của Thanh Tâm, của tất cả bà con cô bác ở tại Vancouver, ở tại Canada. Thành chúng ta được quyền lên tiếng cái chuyện đó, chúng ta được quyền lên tiếng cái chuyện đó. Và tôi nghĩ rằng cái luận điểm của tôi đó không có gì nghịch lý hết, vì chúng ta trình bày rất là hợp lý. Vấn đề là Canada có nghe cái hợp lý đó hay không. Dạ thưa ông, như là lời ông trình bày khi nãy, đây là một cái cuộc đấu tranh chung của cộng đồng của người Việt Nam, không chỉ ở tại Canada, không chỉ ở tại Vancouver mà cả khắp nơi trên thế giới. Như vậy thì những người Việt ở khắp nơi trên thế giới, ở người Việt, những người Việt mà tị nạn cộng sản, nó có thể làm được gì để mà chung tay trong cái cuộc đấu tranh này? Tôi nghĩ là chúng ta có thể làm một cái petition chung và cho cái email, cho địa chỉ email của thành phố Surrey, của hội đồng thành phố Surrey tung lên khắp thế giới, và khắp thế giới email về phản đối chuyện. Chúng ta đã làm điều đó một lần thành công ở tại Alberta, thì tại sao năm nay chúng ta không làm được điều đó ở đây? Tôi nói rất là rõ, cuộc đấu tranh này đó là cuộc đấu tranh chung, dù cái lá cờ đỏ sao vàng á nó treo ở tại Úc hoặc là treo tại Mỹ hoặc tại Canada, nó cũng là sự xúc phạm chung cho tất cả chúng ta. Cái lá cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ chúng ta treo ở tại Paris, ở tại New York, ở tại Toronto, tại Vancouver hay là tại California, nó là lá cờ của chúng ta, nó không phải của cá nhân. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng cuộc đấu tranh này là một cuộc đấu tranh chung cho tất cả toàn thế giới, mà cái trách nhiệm nặng nề nhất là anh em ở tại particular, tức là BC và Canada. Và tôi mong rằng khi chúng tôi đưa ra cái quan điểm này đó, thì tôi không biết rằng anh em ở trong ban chấp hành Liên hội Người Việt có sẵn sàng tiếp tay với chúng tôi trong cuộc đấu tranh này hay không. Mà tôi mong là như vậy. Dạ, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để mà trình bày những cái khó khăn cũng như là về cái sự việc xảy ra ở tại lễ hội Fusion Festival ở tại Surrey để cho mọi người được biết cũng như là can thiệp vào cái chuyện này. Thì trước khi mà chúng ta tạm kết thúc ở đây thì ông còn có lời nào muốn trình bày thêm cùng với khán giả đang xem đài hay không ạ? Cái lời cuối cùng của tôi trước khi chấm dứt cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay đó là tôi mong bà con miền Đông Canada, bà con miền Đông Liên hội Người Việt cũng như tất cả các hội đoàn anh đã thành công trong cái việc mà đưa hình ảnh của lá cờ vàng của chúng ta Quốc hội Canada, thì bà con ở miền Đông Canada sẽ tiếp tay với bà con ở miền Tây Canada để làm sao chúng ta có thể chấm dứt được lá cờ đỏ sao vàng ở tại Fusion Festival. Đây là cái nỗ lực chung, và chúng tôi mong mỏi rằng tiếng nói của chúng tôi đó không cô đơn sau khi chúng tôi chấm dứt cuộc nói chuyện ngày hôm nay với cô Thanh Tâm. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình hội thoại với ông nhà văn Hải Triều, đại diện cho Hội Người Việt.